bà bị sao rồi? Cho làm nhờ nó ế chồng nó khiến hạ nó về đây, vợ con bà cả lắm nó, bà giúp bà bị tay làm sao đấy? Bà chân tay yếu mất hết, hai cụ mất, bà mới một ông anh 88 tuổi ốm như thế nào, có thế thì có tiền bạc gì của bà ông ấy, chân tay yếu, ông anh mua 4 triệu, ốm đau, hai nhà thiếu hết, đất đây vẫn còn rộng. Không, cháu cháu ngồi đây một tí đi, trên đây thì cháu đang quay lại một chút. Cháu không biết là sao học luật sư ở cái huyện được chỗ nào nó cháu biết mỗi tòa án thôi. Học luật sư mà cháu không biết, cháu biết mỗi cháu không biết ở đấy, biết á, biết mỗi tòa thị trấn Vân Đình á. Vâng, biết mỗi tòa án thôi bạn. Muốn kiện đòi lại đất ạ? Sợ nhiều muỗi không ạ? Vâng, thế thôi.